tiêm vaccine dịch tả lợn rừng có thể phòng được bệnh dịch tả châu Phi hay không? Cảm ơn câu hỏi của anh Lê Doanh. Theo cái quan điểm cá nhân của tôi ấy, là tiêm vaccine dịch tả lợn thường thì có thể phòng được lợn dịch tả châu Phi. Tại vì tôi thấy rất là nhiều trại họ ấy tiêm vaccine dịch tả thường mà nó chả bị dịch tả châu Phi gì cả. Nên là họ tưởng rằng là nó đang phòng được, nó có bị đâu. Thế nên là nói đúng ra là cái này nó phải là do cái trải nghiệm. Nên là mỗi một người nó có cái trải nghiệm khác nhau. Có những trại họ hiện tại bây giờ thì thông tin chính xác là chưa có vaccine dịch tả châu Phi bán công khai ở ngoài Việt Nam, đó gọi là ở ngoài trong ngành chăn nuôi. Tuy nhiên ấy, nó đã có những cái vaccine dịch tả châu Phi ở trong những cái mô hình thử nghiệm, họ cũng đã thử nghiệm rồi. Nhưng mà tuy nhiên ấy, ở câu hỏi của anh ở đây, anh hỏi cũng không có gì là lạ cả, tại vì có rất là nhiều nhà người ta sử dụng vaccine dịch tả thường, người ta tiêm vào nhưng mà dịch tả châu Phi nó không đến thì nó không bị bệnh, thì người ta hiểu đơn giản rằng là khả năng cao là tiêm vaccine dịch tả thường vẫn bảo vệ được dịch tả châu Phi. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì vaccine của bệnh nào ấy, của serotype nào, của bệnh nào thì chỉ bảo vệ được bệnh đấy thôi. Tôi ví dụ như là khi mà các bạn để ý này, ở trên cái bệnh dịch tả của trên gà ấy, thì nó có hai serotype, một là serotype Nasota, thứ hai là serotype B1. Vậy thì khi chúng ta tiêm cái vaccine, ví dụ chủng cái vaccine Newcastle chẳng hạn, thì nó có khả năng bảo hộ chéo được hai cái serotype này. Vậy thì với cái câu trả lời này thì bạn có thể tìm kiếm những cái thông tin hữu ích hơn ở trên mạng, tức là vaccine dịch tả cổ điển không bảo hộ chéo được vaccine dịch tả châu Phi nếu mà có áp lực dịch bệnh xâm nhập. Cảm ơn anh Quốc Danh nhé.